Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 9. Các bạn cùng mình tìm hiểu các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1965. Chúng ta đang tìm hiểu về phong trào đồng khởi, đúng không ạ? Sau khi mà Pháp rút khỏi miền Nam, đế quốc Mỹ đã can thiệp và xây dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm với âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam Mỹ, và chính quyền Ngô Đình Diệm đã từ chối tổng tuyển cử, phá bỏ hiệp định Geneva và thi hành chiến lược chiến dịch tố cộng diệt cộng, tăng cường khủng bố đàn áp nhân dân miền Nam, thực hiện luật 10/29 lê máy chém khắp miền Nam, giết hại nhiều người vô tội, đúng không ạ? Đây chính là hình ảnh nhân dân Bến Tre đồng khởi tháng 1 năm 1960 này các bạn. Ngày 17 tháng 1 năm 1960, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bến Tre, nhân dân ba xã ở huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy, đánh đồn Bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch. Cuộc nổi dậy đã lan ra toàn huyện Mỏ Cày và tỉnh Bến Tre. Kết quả là từng mảng lớn bộ máy cai trị của chính quyền địch ở thôn xã đã bị phá vỡ, các ủy ban nhân dân tự quản được thành lập, ruộng đất của địa chủ cường hào bị tịch thu và chia cho dân cày nghèo. Từ Bến Tre, phong trào đồng khởi đã lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên cũng như là một số nơi ở miền Trung của Trung Bộ, đúng không ạ? Miền Trung Trung Bộ, phong trào đồng khởi thì cũng đã giáng một đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm. Thắng lợi của phong trào cũng đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Trong khi đó, trong kỳ thế đó thì mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cũng ra đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1960, đúng không ạ? Vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta cũng đã tìm hiểu xong phong trào đồng khởi, trong các thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đúng không ạ? Bài học của mình hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những bài học tiếp theo của mình nhé. Các bạn có đang quan tâm đến chủ đề hay đến bộ môn nào thì các bạn để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ cùng các bạn giải đáp và tìm hiểu tiếp nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.